Không, đây là mình quay nguyên một gia đình nè, nguyên gia đình đói khổ đào củ nàng để mà ăn. Trời đất ơi, quy động nguyên là nè, mười mấy người chứ tính giỡn à, mười mấy người đấy đào củ nàng nè, rồi thiệt chứ nè. Đây là cái củ nàng siêu to khổng lồ nha các bạn, nhưng mà cái này cái người đào là dở quá nên đào đào hư hết trơn. Phải, tôi mà vô đào là tôi không có vụ này đâu, tôi thiệt đó, nghe tao câu đó đi dài. Để tao đào mà không có vụ mà hư vậy đâu. Nó thâu chứ mà chọt mà riết mà nó... Đó, nè coi cái gốc nè, coi cái gốc nè, nó bự không? Đúng không? Không gốc này cỡ này nha các bạn. Không cắt, không cắt dây hả? Qua lại đi ba. Giao đâu? Cắt dây rồi mà. Con kìa, 2 giây đó kìa. Nè, đi vô lấy dây nè. Dao. Một tính ra hai mà một hai ba bộ mà một cây rùa này. Đấy, hai mình quay lại cho mấy bạn coi nha. Đó, nó vàng nè, nó cái vàng như vậy nó làm mới dẻo nha các bạn. Này ăn được tháng mấy hả bà? Cái này ăn được tháng mấy hả? Tháng 9 trở lên. Phải nha, tháng 7 ăn rồi. Tháng 7 là mình ăn được nha các bạn. Tháng 7 nói chung là đậu mưa chứ, tháng 7 là đậu mưa mà. Đậu mưa. Út mới nói còn muốn ăn nữa không? Đàn nhà bữa nay bữa nay đông. Nhiều lắm. Đó, củ bự ghê. Ê, lấy cái gốc này trồng lại nha. Là chứ ông có làm được không? Bậy bạ người ta tầm đẳng để cho bạn ăn. Cái gốc thứ hai nha. Cái gốc thứ hai cỡ này. Em bự chờ bá lửa. Đó. Nói chung là cái này là gia đình đớ khổ mới đào cái này nha các bạn. Suối ông trà. Đó, cái gốc này nè. Coi nè, đó, bự chà bá lửa luôn. Một củ nè. Trời ơi. Cái này hơi trồng lợi nè, cái này nhỏ quá. Trồng lợi ha. Nè. Nó cũng nhỏ tao. Dạ. Còn cũng bự á. Toàn bữa nay không hiểu. Hay hay tính là mình thấy nhỏ nhỏ mà cứ bự ghê ha. Sâu sâu mà. Bự ghê mà. Tự húi. Nhưng mà không đào nó mốt mưa gặp. Nó tự nó húi thôi chứ còn gì ăn nó, còn là ăn chết luôn. Nó hết năm rồi nó thối chứ. Một da. Đó, sau khi mình đào ba gốc mà được xe rùa luôn nè. Đó, cũ dữ lắm nha các bạn. Đó, cái thì nói chung là cái củ đần này á đào ăn được, nói chung là quanh năm mà muốn đào nào cũng được hết này, nhưng mà cái tốt nhất là ngon nhất là mình đào khoảng miệt đầu mùa, gần đầu mùa mưa, khoảng giữa mùa mưa, khoảng tháng 7 á, khoảng tháng 7 là mình đào nha. Nói chung là khi mà nó mọc lên và la lá đầy đủ hết á là mình sẽ đào nó ăn, nó sẽ cái củ nó phải vàng như vậy nè nó mới dẻo nha các bạn. Nói chung là tốt nhất là các bạn lựa mấy cái củ mà vàng như vậy nè. Đó, nó phải vàng như vậy thì ăn nó mới dẻo nha, chứ củ mà trắng là củ mà trắng như vậy là ăn không có dẻo nha. Đó.